tên ba lợi nhuận ngành smartphone toàn cầu. Trong các quý của năm 2019, Apple liên tục tăng tốc và bỏ xa các đối thủ của mình trong ngành smartphone. Cụ thể, theo Counterpoint Research, trong quý 3 năm 2019, Apple đang nắm giữ đến 66% tổng lợi nhuận của thị trường smartphone toàn cầu. Sắp tới đây, vào dịp nghỉ lễ, Apple hứa hẹn sẽ còn có được nhiều lợi nhuận hơn nữa, đơn cử như vào cùng. Kỳ năm ngoái Apple từng chiếm đến 80% lợi nhuận của thị trường smartphone trong mùa mua sắm nhộn nhịp nhất năm tại các nước phương Tây. Thành tích của Apple càng ấn tượng khi so sánh với đối thủ ở vị trí thứ hai là Samsung, khi chỉ chiếm 17% lợi nhuận trong quý bà mức lợi nhuận này được thúc đẩy nhờ doanh số mạnh mẽ của dòng Galaxy A mới và dòng Note 10. 17% lợi nhuận còn lại của thị trường được chia đều cho các nhà sản xuất Trung Quốc như Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi. Mặc dù hoạt động ở mức lợi nhuận thấp, nhưng các hãng này được đánh giá đã tăng trưởng tốt hơn so với các năm trước